Một thông tin rất đáng quan tâm khác, thưa quý vị, chiều nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông báo giá bán điện bình quân tăng từ 1.920,37 đồng lên 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT, tương đương tăng 4,5% áp dụng từ ngày hôm nay, 9 tháng 11. Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Đây là lần thứ hai trong năm nay giá điện được điều chỉnh tăng. Lần gần nhất là vào tháng 5, giá điện được điều chỉnh tăng 3%. Với việc tăng giá điện lần này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sau ngày 9 tháng 11 là bậc 1 mức sử dụng từ 0 đến 50 kWh sẽ có giá 1.806 đồng, bậc 2 mức sử dụng từ 51 đến 100 kWh sẽ có giá 1.866 đồng, bậc 3 mức sử dụng từ 101 đến 200 kWh sẽ có giá 2.167 đồng, bậc 4 mức sử dụng từ 201 đến 300 kWh sẽ có giá 2.729 đồng, bậc 5 mức sử dụng từ 301 đến 400 kWh sẽ có giá 3.050 đồng, bậc 6 mức sử dụng từ 401 kWh trở lên sẽ có giá 3.151 đồng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với mức giá điều chỉnh mới, một khách hàng dùng điện sinh hoạt từ 0 đến 50 kWh phải trả nhiều hơn 3.900 đồng. Khách hàng dùng từ 51 đến 100 kWh phải trả thêm 7.900 đồng. Ở các bậc 3 đến 5 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, tiền điện hộ gia đình phải trả tăng từ 17.200 đến 42.000 đồng. Riêng đối với hộ dùng trên 500 kWh, mức trả tăng thêm là 55.000 đồng. Riêng đối với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, tiền điện sẽ tăng thêm 230.000 đồng một tháng. Khách hàng sản xuất phải trả thêm 432.000 đồng và khu vực hành chính sự nghiệp phải trả thêm 90.000 đồng một tháng.